Xin chào các bạn đang theo dõi kênh của Trinh Vũ Vlog nhé. Thì các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ cuốn chả nem nhé. Thì các bạn cùng cuốn với mình nhé. Thì mình sẽ cho các bạn xem nguyên liệu để mình cuốn chả nem có những cái gì nhé các bạn nhé. Đây, nguyên liệu của mình cuốn chả nem thì có giá này, mộng giá nhé. Đây, miến này. Cà rốt này, đây là mộc nhĩ nhé các bạn nhé. Đấy, mấy ít rau thơm, mùi rau thơm này. Đấy, thì gồm có thịt này, thịt mình đã xay rồi nhé các bạn nhé. Đấy, tôm này. Đấy, mấy lại xong mình đi lấy thêm trứng nữa các bạn nhé. Có ít chút hạt nêm này, mấy lại chút đường nữa nhé, chứ mình cũng không cho nhiều vào. Trong đó mình có chả, cái này để cuốn như là cái chả dế đấy các bạn ạ. Cái này mình sẽ cho hai loại lá này để mình cuốn cùng với nhau. Thì giờ mình sẽ lấy trứng nữa thì mình sẽ nhào hết các cái gia vị này vào cùng với lại tôm với thịt. Đấy, xong là mình cuốn thì cùng các bạn nhá. Các bạn cuốn cùng mình nhá. Đây các bạn ơi, thế là nguyên liệu mình đã đầy đủ nhé. Thì giờ trứng mình đã lấy rồi nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho các gia vị vào trong một cái chậu này, cái xô này để mình cuốn nhá. Bây giờ mình cho thịt vào nhé. Cho thịt vào. Mình cho tôm vào. Bây giờ mình đập trứng nhé. Cuốn chả nem này thì không thể thiếu trứng được các bạn. Đấy, bây giờ mình cho thêm một chút đường các bạn nhé. Đây, mình cho thêm một tí đường này. Cho ít ít thôi thôi, không cần phải cho nhiều. Đấy, thêm ít hạt nêm nữa vào các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ trộn đều vào nhé các bạn. Bây giờ mình trộn đều các cái gia vị vào này vào với nhau nhé các bạn. Bây giờ mình phải dùng bằng tay các bạn, đeo găng tay và mình dùng bằng tay thì trộn nó đều, trộn đều với nhau được. Trộn bằng tay thì nó đều hơn các bạn, bằng đũa thì không thể trộn được nó. Các bạn, nó có trứng, nó có thịt, nó có tơ, các gia vị và nó quyện với nhau các bạn. Đều nó cuộn với nhau, nó quyện với nhau này. Rất là ngon các bạn ấy. Trộn đều vào với nhau như thế này. Các bạn thích ăn hải sản thì các bạn cho hải sản vào nhé. Hà cũng cho được vào cùng các bạn. Thế các bạn ơi, thế là mình nhào đều rồi nhé các bạn nhé. Thì giờ mình sẽ cuộn nhé. Các bạn cuộn mình nhé.
Bây giờ mình sẽ cùng các bạn quấn nha. Đây, mình quấn một lá chả này và một lá chả này nhé các bạn nhé. Bây giờ mình quấn cho các bạn xem. Các bạn cùng quấn với mình nha. Quấn như này. Đây các bạn nhé, mình cho như này và cũng như là mình quấn như này. Mình quấn mình không đeo găng tay được đâu các bạn ạ. Đeo găng tay thì nó không mịn nhé. Đeo găng tay thì nó không mịn. Bây giờ mình sẽ quấn găng tay. Đây các bạn ơi, thế là mình đã có một cái rồi nhé. Quấn hai cái như vậy thì ăn nó giòn lắm các bạn. Rất giòn và thơm nữa. Đây, mình cho như thế này nó rất thơm các bạn. Cái nào đều như cái nào luôn đấy. Nhiều lắm các bạn, mình làm từng đây cũng nhiều lắm. Mỗi lúc khi ăn là làm ăn thế này thì nó rất là đảm bảo mà ngon các bạn nhé. Và cái này thì giòn lắm. Bạn ơi, thế là mình đã cuộn sắp xa hết rồi, còn có một hai cái nữa là hết rồi các bạn. Đây các bạn nhìn mình cuộn đĩa to rồi. Cái này các bạn, còn hai cái nữa là hết. Cái này thì hơi to, cái này thì hơi to. Bạn ơi, cái này to chưa? Không sao các bạn, rất là đẹp luôn. Đấy, thế là mình đã xong rồi các bạn ơi. Đây, mình gói hết rồi. Sản phẩm của mình được đây các bạn.
nhiều chưa các bạn ạ? Đấy, cái nào cái đấy đều luôn như nhau nhé, rất là đẹp luôn các bạn. Bây giờ mình cùng các bạn đi dán thôi nhá. Đấy, chẵn em của mình đã là cuộn xong rồi, bây giờ mình đi dán nhá. Bây giờ mình dán nhé các bạn nhé. Giòn á, dán nhá, đã thấy giòn rồi các bạn ơi. Giòn rụng luôn. Các bạn nhìn thấy nó giòn chưa? Các bạn ơi, thế là mình đã dán xong rồi nhé. Một hồi mình đã dán xong cái đám chả. Đấy, cuốn chả xong thì dán xong rồi. Thì giờ mình mời các bạn cùng mình ăn nhé. Thì hôm nay mình ăn chả cái này, chả cuốn này cùng rau sống ấy. Thì giờ mình sẽ mời các bạn ăn cùng mình nhé. Giòn đó các bạn, đây mình mời các bạn, mình dán xong rồi thì là mình ăn, mình mời các bạn nhé. Đây mình làm mắm chấm. Giòn đó các bạn, ngon. Giòn rụm nữa các bạn. Cuốn cái nem cái lá nem đã cuốn màu vàng vàng các bạn ơi. Ngon lắm. Nè các cháu như mình đi chơi hết thôi à, đi tắm ấy, đi tắm biển ha.
mỗi mềm mềm. Ừ. Giòn lắm các bạn. Giòn lại vừa ăn, ngon. Với mắm ngon nữa. Nhà mình quấn này, cho mình ăn được bao nhiêu cái, hơn 20 cái anh, các bạn. Hai cái rồi mà to như này rồi các bạn thấy. Chắc 2-3-4 cái là no lắm đấy. Cháu mình nó cũng thích ăn này lắm, nhưng mà hôm nay nó không có nhà các bạn ạ. Không có nhà nó thích ăn lắm. Mỗi khi mình làm cháu nó ăn hết 2-3 chiếc, cháu bé. Giòn lắm các bạn, giòn rụm luôn. Chiếc kìa các bạn ơi. Mình chắc phải chiến đấu được chiếc này nữa các bạn.
Thật ra các bạn là mình làm ra để quay cho nó đẹp các bạn thôi, mới cùng các bạn mình ăn chỉ hết cái này nữa là không ăn nữa, no quá các bạn. Cái nào cái đấy to như thế này các bạn, to như thế này các bạn ăn 4 chiếc này là kỉnh nục đấy các bạn. Các bạn ơi no quá rồi. Ăn đúng được 4 chiếc các bạn. Này xong rồi cho mỗi người một ít các bạn. Chứ mình làm đây mình cũng để là mình cho mình ăn không hết rồi các bạn. Ôi dồi ôi, ngon chưa các bạn ơi. Ai, tuyệt vời chưa. Mình mời các bạn ăn nhé. Ngon quá. Tuyệt vời luôn các bạn. Có khi mình cũng dừng video ở đây các bạn. Các bạn thấy video của mình hay cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh các bạn nhé. Để các bạn muốn mình làm về ẩm thực, ăn uống những gì thì các bạn comment bên dưới bình luận cho mình nhé. Nhớ đăng ký kênh cho mình nhé. Chào, hẹn gặp lại các bạn.